đây là nguyên một phái đoàn chuẩn bị đi chợ nổi chơi nè cô chú anh chị. Quá. Hướng này mình đi hẳn là đi cặp ra cầu cái răng nè. Quá trời đông luôn. Ừ mấy giờ? Cái giác mà kho là kho cá. Kho cá. Dạ. Dạ, vô đây là cô bán 15 ngàn đồng 100 nè cô chú. Đây là hai vị khách Tây nè. Đi hôm qua ngồi chụp ảnh luôn kìa. Cái gì chú? Chìm á hả chú? Ở đây có bị không chú? Có bị hoài, bị hoài. Dạ. Muốn lại không? Ruộng cắt đầu ra rồi thì bán 15.000 đồng 100 gram. Khách du lịch nước ngoài. Chỗ này bán tép bạc. Quý vị nha quý vị. Rồi đi đi. Mô Phật. Ở đây là nguyên một phái đoàn chuẩn bị đi chợ nổi chơi nè cô chú anh chị. Quá trời đông luôn. Ê, YouTube em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Đi đông quá, sóng nó dập coi chừng ướt đồ nha. Bye bye, bye bye. Chúc khoái đoàn đi chơi vui vẻ. Dạ. Này là khóm mấy cô. Dạ. Khóm đẹp quá luôn nè. Dạ ít ngày con lên. Ít ngày lên hình phải không? Dạ. Ủa, cái kênh YouTube của anh là kênh gì? Kênh của anh tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. Rồi quay mặt lên ha. Rồi mày lên vô tiếng luôn hả gì? Dạ đúng rồi, lên trên YouTube đó cô. Dạ. Dạ. Truyền hình mà có mạng thì coi được. Chưa. Ông tới đây, quay em ông mới bắt đầu quay thôi à. Quay ông tới đi. Dạ, anh là chủ giữa khóm anh. Ừ. Dạ. Lúc này không có giá không anh? À, đang ở đợi cho bà đó đó. Đang ở đợi cho bà chủ. Ừ. Về tối có được ngủ chung không? Không ha. Dạ, tưởng đâu vợ chồng ai biết đâu à. Thường vợ chồng người ta nói ở đợi cho nhau á. Vậy là không phải. Rồi, em xin chào cô chú anh chị mình nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị mình trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị mình cùng về cái răng của Cần Thơ để đi tham quan chợ cái răng với em nha cô chú anh chị. Hiện tại nơi em đang đứng ở đây là dưới cái dạ cầu cái răng nè cô chú. Hướng này cô chú anh chị mình đi hẳn là đi vô trong chợ nổi cái răng á. Ủa bà cháu bà có lấy cái khóm đó không ạ? Hôm nay thì em chia sẻ chợ cái răng trên bờ cô chú anh chị cùng xem nha. Ở đây thì có cái bến ghe thuyền á, bà con hay đậu để lên xuống hàng hóa cô chú anh chị ơi. Phía trước này á là nguyên một ghe khóm luôn đang vận chuyển lên bờ đó. Thường một sọt như vậy là khoảng bao nhiêu ký chú? 40 ký. Dạ, hai người ginh mới nổi nha. Một người ginh là vất vả đó cô chú anh chị. Rồi cũng đi cái cô. Mời cô chú anh chị cùng đi lên bờ để tham quan cảnh chợ sáng hôm nay, bà con mua bán sinh hoạt như thế nào cùng với em nha.
quá trời vất vả luôn á cô chú. Hên là cái dốc này nó lai lai cũng đỡ nghe chú, không là khó di chuyển lên lắm à. Ôi ôi, sáng hôm nay chợ bà con đi đông đúc quá chừng luôn cô chú ơi. Đây hướng này mình đi hẳn là đi cặp ra cầu cái răng nè, quá trời đông luôn. Còn quẹo vô đây là mình đi vô nhà lồng chợ cái răng ở phía trong, và vô trong á thì có mấy khu nhà lồng chợ cái răng ở bên trong đó cô chú. Rau cải bà con bán dài dài nè, rồi cá thì bán bên kia. Đây có cô bán khoai để giá số loại nè cô chú, 5.000 cho tới 10.000 một ký. Chào mấy cô. Khoai lang 3 kg 2 chục. Dạ. Dạ. Hột cà dương nữa nè cô chú anh chị. Mấy chục cô? Cái này hả? 40.000 chục, cái này 30 hột à. Dạ, 40.000 chục. Lá mơ thì 50.000 ký em. Lá mơ thì 50.000 ký. Lá mơ này người ta ăn với thịt chó rồi không cô? Chó chứ chị đau môn tử rồi hay lắm cơ. Dạ. Đau môn tử chứ mà chị phổi rồi đó, ho rồi đó. À lá mơ chị bên phổi luôn ha. Dạ. Vậy là ai hút hút nhiều là ăn lá mơ vô là phổi nó khỏe lại luôn. Dạ. Ừ mấy giờ? Cái giác là kho là kho cá. Kho cá. Dạ. Cái giác kho cá nấu canh chua. Đây có cô mua cam kìa. Dạ, YouTube của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nghe cô. Dạ. Dạ. Dạ vui hết cô. Dạ. Dạ. Thường mấy giờ mấy cô ra đây bán rồi? 4 giờ sáng. Dạ. Dạ. Viết rồi càng ngày bán càng sụt giảm hết cô. Dạ. Viết rồi bà con hà tiện nhín nhút xài không dám xài nhiều như xưa nữa rồi. Dạ, 5.000 giờ còn 5.000 ký à. Hồi xưa là 20 mấy ngàn một ký. Dạ. Cho gà ăn luôn á hả? Dạ. Viết rồi cái nông sản của bà con mình bán rẻ quá trời luôn rồi ha. Dạ. Dạ. Trời đất ơi. Dạ. 70.000 là không đủ trang trải đó. Một ngày bây giờ là trung bình á, một gia đình là xài bèo bèo cũng phải 100.000 đổ lên. Cây dừa này, cây này là 10.000 cây nè. Cây dù là 10.000 cây. Dạ. Quá trời khổ rồi cô chú ơi. Ai có đi ngang khu vực này ghé mua ủng hộ mấy cô đây dùm. Chợ giờ ế ẩm mà bán không có giá nữa. Mấy cô hàng quá chừng luôn. Dạ. Bán vậy là ghét là lỗ vốn luôn. À cái này là. Dạ. Giao vườn thì sức công đi hái cô chú. Dạ. Đây rau chai nhãn lồng, rau vườn nè, quá trời tươi không. Cái này mà cô nói bán 2 ngày mà không được là đem đi dục đó. 2 ngày không được là nó héo dữ lắm rồi phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Rồi rau đắng đất nữa đó. Rau đắng đất nè. 2 ngày đó. 2 ngày là nó muốn úng rồi nè. Đó cô chú. Chết không? Lỗ công luôn rồi. Đây, ai có đi ngang khu vực ở góc chợ này thì ghé ủng hộ mấy cô đây dùm. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều.
Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe, mua mai bán đắt nha cô. Rồi, cô cũng cảm ơn con, chúc con ngày càng thành công cho con nữa. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Đó. Trời, nói chung bà con đi cũng thấy đông, nhưng mà do nhiều người bán đó cô chú. Có người bán được, có người không. Tội nghiệp bà con bán không được lắm. Để con chết luôn á hả chú? Cấp gại ngày bán được nhiêu tờ chú? Chú mang giấy số còn tha đó cô chú anh chị. Giấy số là dễ bán nhất. Rau củ dài 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 nè. Cảnh nó đây thì rất là đẹp. Chập ở mé sông có trồng những cái cây rủ lá xuống nhìn đẹp lắm. Bên đây là chợ bán cá nè, có để bán cá đây nè. Cá điều hồng 55.000 một ký, cá cha bè 45, cá chạch thì 100. Đây cá chạch thì đúng sáng thì chợ hì 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 vậy đó, có người quán được rồi có người ngồi không. Cô người bán rau này thấy ngồi không rồi nè, bình cá thì có người mua. Chợt hai chiếc xe đi là khó qua cô chú. Cô ở đây bán cá sông cá cào nè cô chú. Hả? Cá sông cá cào. Cá này là cô bán 15.000 đồng 100 nè cô chú. Nhiều rồi đó, nhiều. 50.000 rồi đó. Hơn 300 gram. Dạ. Cái này đầu sông cầu thôi, để tính ra bỏ máy này quay. Dạ. Đây cá lồng tông nè cô chú. Cá lồng tông cắt đầu rồi luôn. Nhìn rất là sạch sẽ. Còn bên đây là cá linh nè cô chú. Cá linh mùa này em thấy rất là bự nha. Thường mùa nước nổi mới có cá linh con. Bây giờ là cá linh bự, cá linh mẹ rồi. Tháng 7 mới có cá linh non hết không? Dạ. Đó, ai có mua cá mắm gì ghé ủng hộ cô ở đây. Con chúc cô mua hai mấy đất nha cô. Dạ, quay đầu lui ra ha. Bà con đi tới đây là bắt đầu quay đầu lui ra rồi kìa. Không có vô trong nữa kìa. Ôi, ở chợ này cũng có khách nước ngoài người ta đi tham quan với mua sắm đó cô chú anh chị. Phía trước này là hai vị khách Tây nè, đi tham quan rồi chụp ảnh đâu kìa. Rau củ thì bán nguyên dãy mé bên đây. Đó, cô chú nào mua rau củ thì qua bên đây mua. Đó. Ở đây em thấy bán rau vườn rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây nè, con để bó đây nè. Rau lan, lá cách, rau má, rau vườn các loại đó. Ở sáng thì nói chung cái lượng xe bà con rất đông. Dạ, YouTube khám phá Vĩnh Long á chú. Cái gì? YouTube khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ nhớ coi ủng hộ nghe chú. Cảm ơn chú. Dạ, đậu bắp nè. Nửa ký 10.000. Dạ. Rồi lấy em hết sệ cái bắp này nha. Dạ. Rồi. Chút ra cân lấy. Ôi chợ này đông thiệt. Rau muống thì 5.000. Bên đây thì bán tôm quá trời nhiều luôn kìa. Tôm cá của chú ơi. Đặc biệt hình như là tôm sông quá vậy nha. Thấy con tôm rất là bự. Bự có rồi nhỏ có của chú. Đó. Tôm, tép, cá, mắm quá trời dồi dào luôn.
Ở đây thì bán mực nè, mực em thấy rất là tươi nha. Ồ, quá tay cá luôn cô chú ơi. Dạ. Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ Khám Phá Vĩnh Long. Hả? Khám Phá Vĩnh Long, kênh nickname. Nickname bên YouTube á. Dạ, đặt là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, giờ nhiều lắm anh. Tùm lum hết trơn luôn à. Đây đó cần thơ rồi ống kính đó đây. Vì ông bên Vĩnh Long hả? Em thì bên Vĩnh Long. Dạ. Tôi bên Thơ. Anh bên Cần Thơ ha. Dạ. Cần Thơ này bữa em nghe nói cũng có mấy vụ sạt lở không anh? Dạ, ở đâu? Ở đâu? Ở dưới gần Cờ Đỏ dưới á. Bên đây người ta đâu có ấy khác đâu mà cũng bị sụp nữa ha chú. Giờ căng quá ha. Tình hình giờ sụp nhiều nơi lắm. Ở đây thì bán tép bạc rồi cái gì nè cô chú, tép cào nè với cá cơm. Ồ cái lặn cái gì chú? Chìm á hả chú? Ở đây có bị không chú? Có bị hoài, lặn hoài. Dạ. Kiếm lại không? Hả? Lại á, kiếm lại á. Lại hả? Anh kiếm lại á. Kiếm lại biết. Anh đó là anh chuyên đi quay trục vớt tàu đâu mà. Kim lợi quay lắp phải không ta? Cái đây là bằng thợ đó. Dạ, mấy chú là bên thợ lặn. Dạ. Thường mình lặn không có bình oxy là lặn khoảng bao nhiêu mét nổi chú? Hả, có bình oxy mới vậy. Vậy hả? 3 ngày lần nổi. Dạ. Vậy là phải có bình oxy mới lặn sao được. Không có là nó ép dữ lắm không chú? Sửa soạn đi ra biển lặn nè. Dạ. Đi ra tìm có báo cháu. À, của bà Trương Thị Mỹ Lan đó ha. Sắm cái đèn pin đó hả chú? Đi ra biển đó hả? Ôi, cái đèn pin này bự dữ nha. Cái này gọi xa dữ không chú? Thấy cái chá nó quá to luôn kìa. 700 ngàn một cái. Có 700 ngàn một cái. 700 ngàn tài chứ tiền quả. À. Mà bà đạn ngoài biển á, bán mày tính đi kiếm à. Tính đi ra biển kiếm ha. Mà có tính đi không tại trong số đi. Quay quan này là hôm nay là. Dạ. Là mà đi đó. Không biết tìm có không nè. Cái nón đó. Hên xui. Hên xui ha. Có bên kia. Dạ. Chữ nhỏ mà có nón. Giờ ở ngoài biển là người ta đi tìm dữ lắm rồi đó. Thấy lên TikTok là người ta lập đội đi tìm kiếm kho báo quá dữ dằn lắm á. Mà bên bạn đâu có định vị đâu, bên tôi là biết. Thôi, ông qua chuyện nhóm ra thôi sao. À, bên đây mình có định vị luôn đó ha. Vậy là mình đi theo định vị là ra tới nơi luôn à. Vậy là quá hay rồi. Ồ, cái đèn pin đã thiệt. Cái này ai có giường hay mình sắm cái mình tối xôi ăn trộm cũng được nè. Xôi cái là tá quả tâm tin liền. À, xôi khác chứ đâu có xôi chân. Tối đi làm cũng được nghe, nó hay ô hôn á, rồi còn lên coi để làm gì. Gọi cái nó hết hồn nó té ngang á. Lên nó quýnh mình luôn. Quay về cái nào hay mình để, cái nào hay mình cắt bỏ không? Dạ đúng rồi, nhưng mà Hương à, em quay là em để hết à. Rồi em chúc mấy anh uống cà phê vui vẻ nha. Mời cô chú đi tham quan chợ tiếp tục vào sáng hôm nay cô chú ơi. À, con đang mua mực nè. Ở đây em thấy bây giờ bán cá sông cá cào nhiều lắm á cô chú. Cá gô phi 60.000 ký cá rô phi mà ông chú ông chạy luôn. Cá lầu kiến, thịt cua đồng, cá lóc thì quá tay của chú ơi. Công nhận chợ cái răng ở đây bà con em thấy bán cá sông cá đồng rất là nhiều nha. Trước này là có tép ruộng nữa nè. Tép ruộng cắt đầu ra rồi thì bán 15.000 đồng 100 gram. Bên đây thì có cá sặc cá gằn nữa nè cô chú. Cá rô, cá chê, đủ loại cá hết.
Đây là nhà lồng ba, rau củ quả thực phẩm tươi sống. Bằng cá lóc thấy chú, cá lóc đó mình bằng rồi mình có làm khô không chú hay là bán luôn chú? Dạ, ai mua gì bán nấy, ai mua gì chú bán nấy ha. Dạ, đây là cá nuôi hả chú? Cá nuôi cắp cày ký mình bán được nhiêu chú? 60. Dạ, cá bự thì 60.000 ký, cá nhỏ thì 55. Đây là cá nuôi của chú, nhìn mấy con nhỏ nhỏ này tự tự như cá đồng vậy đó. Ai không trong nghề là nhìn không ra đâu. Dạ, con bên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Chúc chú nhiều sức khỏe, mua hoa bán đắt nghe chú. Phía bên đây là tới khu chợ vịt gà mần sẵn rồi cô chú. Qua đây tham quan đi. Ồ, quá trời đông bà con tiểu thương ngồi bán dài dài luôn nè. Bữa nay chợ bà con không có bị đuổi cho nên ngồi bán đây còn rất là đông. Cá tép nè cô chú ơi, quá nhiều. Dạ, quay phim luôn cô ơi. Có chuối xiêm nữa kìa, chín hồng hồng. Ôi cặp ở phía trước ngoài đây là ghe xuồng á, người ta chở khách đi chợ nổi tấp nập luôn cô chú anh chị. Một ngày chắc là hàng ngàn lượt chiếc ghe xuồng đi ngang qua đây á, đông lắm. Quá tay cá rồi. Tới khu này thì bà con bán cá nguyên dãy luôn. Rồi về dài xuống dưới kia mới bán rau trở lại. Con trai này bán cái này kêu bông bông đó, phải không anh? Năng. Năng hả? Dạ. Cái này là năng của chú. Lặt cây sẵn luôn rồi, trắng phiếu à. Năng chú ơi. Dạ, em chúc anh mua ăn đắt nha. Dạ. Ôi cá quá tai bên đây luôn kìa. Cá với ếch. Trước này thì có cái cổng nè. Cái cổng để chợ cái găng của chú anh chị. Đây, đây có khách du lịch nước ngoài. Mướp thì 10.000 một ký. Rau củ quá tai luôn. Chú này bán tép bạc. Chú này dài bán trứng nè, trứng vịt, trứng gà 20.000 chục. Thôi mình đi bọc cái cổng cái găng này đi dài dài xuống hôm qua nghe cô chú ơi. Ồ, đường này bà con đi cũng khá đông nha. Ở đây thì có bán nước giặt, nước xả, xà bông rửa chén, nước giặt mới hay gì nè, gít cô. Bên đó là nước rửa chén. Ôi cá bà con bán cua đây cũng rất là nhiều cô chú, dài 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 luôn. Bên đây có các cái tai tượng nè, con rất là to, con này cỡ hai bàn tay của người lớn ốp lại là mới cỡ đó đó cô chú. Con này cũng trên 1 kg. Cá đây bà con gọng nước thấy rất là sạch ha, trắng tươi à, tươi sạch lắm. Ôi đông đúc vô cùng luôn nha. Ồ cá lăng nữa kìa. Ồ, ở đây thì bán cá to to không ha, cá lăng rồi cá chấm cỏ trong đó. Chớ hơn, chớ hơn. Dạ em không có chơi. Chớ không chơi.
xong gà của mình luôn, sẵn gà mắm quá trời đẹp luôn. Con chào cô, đây là cá sông phải không cô? Rồi cô mà này trên cái mâm nhìn đẹp hấp dẫn quá trời luôn cô chú anh chị, nhìn rất là bắt mắt luôn. Ở đây cô có cá mồng gà nữa nè phải không cô? Không có, cá lưỡi châu. Cái này kêu cá lưỡi châu hả? Cá mồng gà không có. Có dạ gà, con thấy nó cũng tự tội vậy đó. Dạ vì chú mới nghe cá mồng gà luôn. Dạ đó cô chú anh chị nào có mua cá xong thì ghé cô ở đây, có cá bóng trứng nữa nè. Dạ bằng xong cái cô xẻ cái luộc ra lấy lòi trứng ra nhà kéo luôn. Cá mồng tông rồi cá bóng không trứng. Ai có mua thì ghé cô ở đây nha. Dạ con cảm ơn cô, chúc cô mua ăn đắt nghe cô. Dạ bên đây thì cái nhà lòng chợ nữa nè cô chú, bán gạo rồi bên đó kìa ha. Ở đây thì bán mấy cái rổ cây cũng rất là nhiều nè cô chú anh chị, với cái ghế để nồi nữa kìa. Bên nè, rồi bên nè dậu được chưa? Ừ. Có bà vậy hả? Trời ơi, trời lắm gì vậy? Ngủ gì vậy con? Ôi dài, khu này bán ba cái rổ cây nhiều ghê luôn. Đây có cái đường lớn đi vô trong nhà làm chợ của chú. Lâu dữ lắm rồi mới hâm lại chợ cái răng đó nghe. Trời thấy bà con đi hôm nay rất là sung, thấy đi đông hơn mấy đợt trước em đi. Trời trước này có cô bán rau ngon quá kìa, đu đủ bây giờ dưa ngọt rất là hấp dẫn. Phía trước này có một cái ngã tư, quẹo ra hướng này là mình đi ra ngoài dạ cầu cái răng lại, còn quẹo xuống dưới đây là đi xuống dưới bến sông. Và tiếng đường dưới đó bà con cũng có buôn bán luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếng đường này đi, đi thẳng luôn. Trời ơi góc bên đây bán cá đồ quá tay luôn cô chú anh chị, cá với mực nè, đồ biển. Xe cộ tấp nập luôn trời, vô đây là muốn ngợp luôn á, quá đông đúc. Đồ quán trứng nào dài 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 luôn nè. Ở đây thì có sập khô, lạp xưởng nữa nè, lạp xưởng trân trân. Lòng đi vậy? Dạ 110 ngàn. Lòng tông ở đây chỉ bán 100 gram là 10 ngàn. Này lòng tông đá gì con bự quá nè. Dạ. Lòng tông đá đó hả chị? Dạ. Một nửa ký thì lấy 45 ngàn thôi. Ký chị lấy 45 ngàn. Nghe vợ chồng đâu có mình ăn tôi ăn nè. Mấy trăm gì? Trăm này trăm. Rồi. Dạ rồi, mình sẽ đi tiếp xuống dưới đây. Đi lại khu vực này thì có một cái nhà lòng chợ nữa cô chú. Ở đây thì rất là nhiều những cái ngã tư. Ngã tư này thì bán quần áo nè. Quần áo thì sáng thấy bà con đi rất là vắng.
đa phần bà con sáng đi chợ mua thịt thà cá mắm đâu đó về để nấu ăn. Đây có cửa hàng bán đồ mũ lớn quá. Đi chút có người đậu lại mua đồ là kẹt xe liền. Đường này có hai chiếc xe lưu thông thôi. Ồ, trứng các loại kìa, có để bán giá hết. Đây thì bán khô các loại. Ồ, có cua biển, đồ biển nè. Nhiều rồi, sò huyết rồi đó. Đây mình tới cái nhà lồng chợ phía trước này rồi, nhà lồng chợ Cái Răng. Bữa nay có lễ gì rất là lớn ở đây cô chú, có mấy chú bảo vệ dân phố ở đây nữa nè. Đó, đối diện với chợ Cái Răng thì hôm nay ngay chỗ này tổ chức một cái lễ hội gì đây cô chú ơi. Wow, rất là lớn. Lễ khởi công công trình tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hiện Thiên Cung Cái Răng. Đó cô chú, chuẩn bị diễn ra lễ khởi công ở đây. Bạn mặc áo rất là đẹp ở trong đang đứng chuẩn bị chào đón du khách kìa. Hình như đang múa lân ở bên trong. Đây bà con cũng bán cá rồi dài dài nữa cô chú, cá với ốc. Chú này bán ốc bù với ốc đắng. Số luôn. Có từ đầu lại là kẹt xe liền. Nhượng cái đi ha. Té cái là mệt. Chợ quá tay rộng luôn cô chú ơi. Dạ ở đây bán trái cây rồi nè. Mùa này thấy bà con chất sầu riêng ở sạp trái cây bán dài 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 luôn. Phía trước này là hai cái sạp trái cây đối diện với nhau luôn, có trưng bày sầu riêng nè. Sầu riêng rồi mận đào đá xưa rồi me nè. Đây bán cá tiếp tục. Ôi mấy cái mít nó to kìa.
sợ ra muối nó thấy hơi trắng. Chào cô. Muối gì em ơi, cải ngọt, cải xanh. Đây cô bán rau các loại, có đậu rồng, cải ngọt, cải xanh. 15 ngàn luôn nha. Cải xanh quá trời tươi luôn. Đường này là đường có tên Lê Thái Tổ nha cô chú. Bà con bán cái tuyến đường này từ ở phía nhà lồng chợ Cái Găng á, đâm thẳng dài ra hoài luôn. Chưa hết bà con tiểu thương buôn bán nữa nè. Rất là đông. Trước này bán xoài. Có để bán giá thì cô chú anh chị 8k 15k, xài Hòa Lộc thì là 35k, 35 ngàn. Xe cộ lưu thông lùm lộp luôn á. Rau củ các loại. Ở đây tiếp tục có một cái ngã tư. Ngoài hướng này là đi ra cầu Cái Răng. Ồ, trái cây kìa. Ở đây có để giá giải nè cô chú. Giải đẹp thì 80, còn giải nó hơi ấy thì 50 ngàn 1 ký. Trước đó em thấy có nguyên đoàn hình như là bên khách mời đi dự lễ hội khởi công hồi nãy gì cơ chú. Đây, anh chú này chắc đi dự lễ khởi công. Có công an rồi đi phía sau nữa nè. Dốc ở đây bà con mấy cái cây cũng nhiều lắm nha. Cô bán sữa đậu nành cái gì nè. Chị cho em ly sữa đậu nành nha. Dạ đá. Bao nhiêu vậy chị? Dạ. Dạ, rồi, em cảm ơn. Đây, mà cô chú uống sữa đâu nào. Đây bán bông nè cô chú. Bông vàng thọ rất là đẹp nha. Ủa cái màu nó sáng trưng à. Rồi bên đây là hoa cúc rồi các loại. Đường này thì không đông bằng cái đường hồi nãy.
và đây bán nhang đèn đồ cúng luôn, bánh kem sữa tươi hồng. Ôi giờ đây bán bông nhiều quá ta, cúc là 20.000 đồng một bó nè cô chú, cúc lưới có cái lưới bao là đẹp ghê luôn. Còn cô này sáng mua trái cây rồi cúng gì quá ta, nhiều luôn kìa, một xe luôn. Chào cô, bữa nay cúng đó cô, quá trời bông với trái cây luôn, cúng lớn dữ luôn. Rồi trái cây quýt đường 40.000, quýt út 40, còn trái cây để giá một số loại mặt hàng của chú, thanh long 30.000, thì có xe bán bánh ướt, ướt bà ba. Đây là trạm y tế phường Lê Bình. Kế bên đây có chú sửa xe kìa, xe đạp luôn nè. Chào chú. Đang giá bánh hả chú? YouTube à? Dạ đúng rồi, con là YouTube. Ôi. Đang hai vỏ xe. Hai vỏ xe. Xe này có gỗ không chú? Dạ. Xe đạp. Cái vỏ mới hai, nhìn nó mới cáo à. Coi nó có bị quan không cái gì hả chú? Dạ. Đó, ai có xe đạp hư lại đem lại đây chú sửa cho nha. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Ngang đây thì có nhạc. Qua khu mở nhạc thì mình mở máy lên quay tiếp nha cô chú. Ở đây bán bánh rất là nhiều luôn kìa. Ở đây là kính thưa các loại bánh dân gian luôn nè cô chú anh chị. Nhiều lắm luôn. Ở vài chục món bánh á. Đầu riêng 70.000 đồng một ký. Còn cái chuối nè. Hình như gần tới khu vực nhà lòng chợ thì em thấy lượng khách bắt đầu đông đúc trở lại. Đường này có tên là đường Trần Hưng Đạo cô chú. Đây các cô nhận sữa đồ ở đây nữa nè, mai rồi đó sữa. Chào cô. Chào em. Dạ cô bán ở đây nha, chiếu vỏ rồi nè cô chú. Này là hãm nhậm chân. Chợ vui ha. Dạ bữa nay thấy chợ sôm quá. Em đi lên đây nè, vòng qua cái chùa ông nó có làm cái lễ mà khởi công đó. Dạ em đi qua đó nó vui lắm. Vô đó người ta cho vô không cô? Không, bây giờ em đi cái đường này nè. Đi dạ. Cái đường bên đó, bên đây người ta gạo rồi. Dạ. Gầm ngược phải. Mà người ta cho mình vô đó không? Ha, chó, đứng đây nè. Nè, dạ. Cái đường bên đó nghe cái vụ đó em thấy không? Dạ. Em đi cái em chở ngược lại đó, người ta làm lễ ở đó vui lắm. Dạ, con cảm ơn cô ở nhiều đó, nghe. Vui lắm đó cô. Dạ. Ở bên đây nó gạo rồi. Con sợ người ta không cho vô á. Đó được, người ta cho vô, đi vô đi. Dạ. Rồi mấy cô bán ở đây nè. Ồ, vừa gan kìa cô chú. Cho con xin quay cái nghe cô. Quay thì trả tiền quay. Dạ. Quay thì trả tiền quay. Đó. Bí gợ nè cô chú. Ở đây mình xẻ ra vậy cho khách dễ mua hả cô? Đúng rồi. Dạ. Miếng vậy chắc cũng cả ký lô không cô? Một miếng hả? Ký mấy? Dạ. Ôi, miếng vậy là ký mấy đó cô chú. Chủ yếu là quay mặt hàng cho bà con xem họ có đi ngang rồi họ ghé họ mua. Dạ. Đó, ai có mua thì ghé cô ở đây. Ai mua thì ghé ông Hậu. Dạ, con chúc cô mua mai bán đắt. Dạ. Ồ, bên đây có khách đang mua sầu riêng kìa cô chú. Đó. Vui ra cho khách luôn kìa. Sầu riêng chín vàng thật à. Trời, góc này bán bánh nhiều quá ta. Cô. Chào cô.
Rồi ở đây bán các loại nước uống cho mát nè, hộp é, rồi có mũ gòn, rong biển. Đây là xin xa, xin sáo, xin xăm. Kênh gì nữa vậy? Dạ con kênh tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Vậy hả con? Vậy là có coi kênh của con mà chưa thấy mặt. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Cô đang vớt bánh lọt ra kìa, vô ly. Bánh lọt đó mình làm sẵn ở nhà hả cô? Xong rồi mình mới đem ra đây. Con giúp cô mua mang đắt nha cô. Dạ. Mấy cô ở đây em thấy vui vẻ lắm nè cô chú. Cô bên đây thì bán chuối nè, chuối với đu đủ. Sáng giờ bán được không cô? Bữa nay hơi chậm hết cô. Mấy bữa trước thì bán ngon hơn. Dạ. Cái này là kêu chuối gì vậy cô? Chuối cao. Chuối cao hồm hồm nè. Dạ. Còn bên đây là chín nè, nó vàng như vậy cô chú. Dạ. Ở đây cô bán thường heo heo nải hay là heo ký cô? Dạ. Dạ. Còn cái kênh gì? Dạ. Còn YouTube Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long phải không? Dạ đúng rồi. Hay quá nha. Dưa. Bên đây là lá dứa. Lá dứa chắc của cô bên đây quá. Dạ. Của cô luôn đó hả? Dạ. Nó giá đi quay mấy hộ nghèo cho tiền. Con đi quay chợ thì nhiều. Hôm đó nó quay chuyện lần rồi. Vậy hả? Hôm đó con quay cái cô nạn lần rồi. Dạ. Tại vì đó gì vậy coi. Dạ. Đây mãng cầu ngon quá luôn cô chú ơi. Mãng cầu chín cây. Cái này kêu mãng cầu sim hay mãng cầu ta không? Mãng cầu sim. Ôi. Cái này chắc cũng ký mấy 2 kg á cô. Dạ, 1 kg ngoài. Đây mãng cầu sim nè cô chú. Cái này về quậy xuyên tố uống ngon lắm nha. 1 kg mình bán được bao nhiêu cô? 45.000. Mãng cầu sim này có giá hả cô? Nghịch mùa có giá nè. Ta hay làm trà mãng cầu này để bán lắm cô chú. Mấy em học sinh rất là thích uống. Đây. Ai có mua đu đủ chuối, mãng cầu ghé cô ở đây nha, ủng hộ cô dùng. Đó. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Con chúc cô ngoan đắt nha cô. Dạ. Chải nè. 25.000 đồng 1 kg để dúng. Đây là dưa hấu. Đây, hai mẹ con sáng rồi bán số đây cái gì nè. Đây hai mẹ con hả cô? Phải không? Con trai ha. Hai hiếm cháu. Hai hiếm cháu. Rồi mẹ nó đâu mà đi theo cô? Chết rồi. Trời đất ơi tội nghiệp gì vậy? Ê, lì xì cho em nè. Ê. Đây là nghèo cái ủy ban. Cái bàn gì đẹp quá cô chú. Nhà truyền thống gì đó. Lực lượng. Bên cái chỗ nãy người ta đang tổ chức á, thì mở nhạc giống như nhạc hoa cái gì á. Nghe cũng lạ tai ghê cô chú ơi. Quýt Úc đây ký 30 2 kg 50 luôn. Ồ trái to quá. Quýt Úc bao ngọn 1 kg 30 2 kg 50. Quýt Úc bao ngọn 1 kg 30 2 kg 50. Quýt Úc bao ngọn 1 kg 30 2 kg 50. Quýt Úc bao ngọn 1 kg 30 2 kg 50. Rồi đây bà con ngồi bán này dài cũng vui ghê nè. Cô này bán món gì có sầu riêng nữa nè. Cốm dẹp sầu riêng hết cô. Trời, cho con gói coi. Cốm dẹp sầu riêng. Dạ.
Thường thì thấy người ta bán xôi với sầu riêng, còn cô đây bán cốm dẹp với sầu riêng nha cô chú. Cái này là đặc sản Trà Vinh luôn. Đặc sản Trà Vinh. Đây là sầu riêng thiệt luôn nè cô chú ơi. Sáu. Dạ. Sáu là cơm vàng hạt lép luôn. Cơm vàng hạt lép luôn nè. Nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Ở đây đi ngang rất là bắt mắt nè cô chú. Một hộp vậy là như vậy cô? 30 là cân nhiều thì đi. Dạ. Một hộp vậy thì cô bán có giá là 30.000 đồng. Bưng qua kia bán hết cô. Dạ. Dạ rồi, chúc cô mua bán đắt nha cô. Chúc cô bán dưa mắm rồi hấp dẫn lắm nè cô chú. Dưa mắm bánh ít nè. Trăm gram 7.000 anh ơi. Trăm gram 7.000 dưa mắm nhà làm. Trăm gram 7.000. Dạ. Dạ ăn 15.000 nha. Cái này vừa ăn ngon lắm nè. Dạ. Dạ. Cái này về ăn thêm tỏi ớt luôn là ăn được nè anh ơi. Thêm tỏi ớt vậy hả? À, cái này là cái vừa ăn này. Dạ. Đây bánh ít nè cô chú. Bánh ít nhân gì vậy cô? À, bánh ít nhân nậu nhân dừa em, bánh ít lá cẩm. Dạ, bánh ít lá cẩm là có màu đỏ đỏ. Đậu dừa hai loại. Ở đây mình bán cái nhiêu cô? Cái 3.000 này em ơi. Dạ. Vậy lấy cho con 5 cái nhân dừa đi. Rồi, 5 cái nhân dừa luôn. Dạ. Có rau là nhân dừa nè. Có rau là nhân dừa. Ừ. Còn không có rau là nhân đậu. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cho chị gửi em. Dạ, cho con gửi tiền. Bánh này vậy, bánh này dừa mắm. Đây cô. Cô bán bánh ít ở đây giá cũng bình dân lắm cô chú. Chỉ có 3.000 một cái thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Đây, mình đi tiếp tục tham quan. Đó là quẹo ra cầu Cái Răng đó cô chú. Sáu mươi bốn chiều có vô. Giá vàng nha, 64 nha. Đây trái cây nè cô chú. Dạ. Dạ có. Dạ con ở bên Vĩnh Long. YouTube tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cô đây bán trái cây nè cô chú. Dưa hấu kìa. Cô nhập dưa hấu bán thêm. Ở đây thì có me với xài nè. Xài đi cái da vàng éo à. Nhìn đẹp lắm luôn. Có mua vàng không nha, 64 còn có 2 giá vàng nha. 64 là giá vàng. Hỏi ruby, ruột đỏ. Dưa hấu ở đây trái roi roi á, thì cô bán để giá là 8.000 đồng 1 kg nè. Còn chiến dịch là 20 nha. Con chào cô. Chanh nè. Chanh lúc gà cũng có giá hả cô? 17.000, 25.000. Chanh này với chanh kia rẻ. Dạ. Chanh này kêu chanh gì vậy cô? Chanh tàu hồi xưa đó. Chanh ngày xưa, chanh tàu. Còn bên đây là chanh ngày nay. Chanh giấy. Chanh không hạt. Trời ơi, bắt cô bán 12.000 đồng ký. Rất là đẹp nè cô chú. Dạ. Đẹp nha. Đẹp. Mới luôn. Đây, ai có mua chanh tắc xài thì ghé cô. Con chúc cô mua mai bán đắt nha cô. Dạ. Xòi quá tay luôn nè. Xòi đu đủ 18.000. Xòi chín bên đây 30. Đây thì bán rau đồ gãy quá tay luôn. Đó. Cô đang mua mướp về nấu canh.
mướp hương nấu canh ăn thơm lắm á cô chú anh chị. Có bánh nè, bánh bông lan đổ tại lọ luôn chị. Chỗ bánh thì đang ăn sáng rồi cho nên là tạm thời ngưng đổ. Ồ, tiệm vàng nữa ha, lưng lớn. Này cô chị này chở rau nhút đi bán dạo cái gì nè cô chú. Ôi là sẵn quá chị, ngon luôn. Dạ. 50 ngàn bó hả chị? Dạ. Yeah. 10 ngàn dạ. Quá ngon luôn. Cái này cô chú anh chị mình nấu canh chua hay nhúng lẩu là bỏ vô ăn ngon dữ lắm luôn nè. Chị bỏ cái phần già đi hết rồi. Dạ. Mấy em này dễ dụ lắm. Này mình đi bán vòng vòng chứ không có cố định hả chị? Dạ. Đó. Ai có gặp chị thì mua rau nhút ăn. Em chúc chị mua ăn đắt nha chị. Cảm ơn chị. Chị gái bên trong thì bán thao nồi nè cô chú. Đồ inox nè. Rồi có mấy cái nồi gang nữa kìa. Ồ, ở đây là mấy cái cối bằng gang nè. Cái này xài bền lắm nè. Cái gì nào ấy hơn. Cái nhỏ này là 240 cái nè. 240.000. Cái nồi nè. Mấy nồi này nấu cơm ăn ngon lắm mà cô chú. Nấu cái hột gạo nó nở đi lắm. Cái chất gan này nó nóng dữ lắm, nóng. Nấu nó nở đi lắm. Bên đây bán đồ ăn sáng, bún riêu 25.000 đồng một tô. Ồ, tới ngã tư này đi hẳn là ra ngay cổng ra chợ Cái Răng lại đó. Dài dài chứ thì bán bánh rán là quá tay luôn kìa. Có loại mình nướng lên rồi nữa nè. Rồi có loại thì mình chưa nướng nè. Xoài ở đây 10 ngàn đồng một ký. Rô đồng. Cá nhỏ nhỏ này bán sao vậy cô? 10.100 chú. Hả? 10.100. 10.100 lận hả? Ừ. Cái cô mà bốc kinh đó không? Cái cô cũng xinh nè. Cô lựa mấy con chết ra giùm con đi. Lấy hết luôn nha. Lấy hết luôn hả? Nhiều không? Còn cả 2 kg hơn, 2 kg hết. Vậy hả? Là ở bên trong hùng này hả? Ừ. Lấy cá lóc luôn không? Dạ không, lấy cái rô đồng này thôi. Ờ, hôm nay hữu duyên quý vị nha. Chú tâm thiện mua quý vị hả quý vị ơi? Không đi, em đi. Cá lóc không được nguyên, ta để cho mẹ bằng giá luôn. Dạ không. Còn mua cá nhỏ thôi à. Cá bự mua không được. Nè mấy con chết này là cô bỏ ra giùm con nghe cô. Mấy con này chết rồi nè. Nó cứng đơ rồi cô chú. Được ra. Ồ, bữa nay bán đắt ha. Em
chị bán cá lòng tâm hết rồi kìa. Đó. Dạ. Chứ mình thả cá chết thì lại thêm tội nữa. Tại vì cô chú nhờ hình thái dùm. Thả cứu mình thì nó dễ. Thiếu oxy ngập chết. Này thả xuống sông cái nó mừng dữ lắm nè. Cá nó nhảy dần. Cái mặt không còn gì hết. Chờ lại chi ba chán nước ra để cầm cho mình. Cần 5 kg á con. Hả? Đúng rồi. 3 kg mấy đây? 3 kg 2 là bao nhiêu tiền? 320. 320. Nó chẳng 350 đi để ngồi còn có lắc hay con cũng 350 đi. Chạy đi chị bán lật giá luôn bác. Cứ bắt mấy con cá lóc cho ăn 350 luôn cô chú. Còn kể 3,6 tính 3,5 nè. Rồi. Nha. Để đem. 3,6 rồi. Dạ. Chú tâm. Nước cho không hà khỏi. Dạ nước vô đi để nó chết tội nghiệp nó lắm à. Bây giờ cho mượn cái thùng luôn đi. Rồi xách hồi lên trả cho. Hả? Thử vô cái thùng nè. Nó bọc nè, đâu có sao đâu, bọc mới nè, đâu có rách đâu trời. Chết không nha. Dễ tội nghiệp đó lắm à. Dễ gì chết đi. Những sinh mạng bé nhỏ. Ở đây cái đường nào đi xuống hả dễ ta? Có đây nè. Có bến xuống không? Đây nè, đây chính bến luôn. Có cầu luôn. Dạ, có cầu luôn hả? Ừ. Đi hẳn luôn phải không? Ừ. Hẳn xuống bến luôn. Rồi, đây gửi tiền. Bên xuống đó là có cậu xuống sông luôn. Dạ. Dạ. 350. Phải là 150. Dạ. Rồi, mình xách bịch cá đi hả liền luôn nha cô chú ơi. Để tội nghiệp lắm. Rồi. Đi thôi, đi thôi. Đây cũng còn đông đúc bà con mua bán quá nè. Cổng chợ Cái Răng. Mình đã quay trở lại đây. Đi xuống dưới sông.
để mình đi hẳn ra đây coi chỗ nào dễ xuống nha cô chú. Thì nhờ vô trong đây quá, bà con bán dài dài đi bích chịch đường hết trơn rồi, khó mà vô ạ. Cho con bước nhờ vô đây hả cá cái nghe con, ở đây có đường xuống sông không con? Dạ sống cá này cá đồng mà mạnh lắm. Đây có đường ra đây cô chú ơi. Ôi trơn cái gì vậy? Ê! Xem té trơn quá. Rồi, nguyện cái hả liền luôn. Mô Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Này hữu duyên quý vị, chú tâm hiện hả quý vị nha quý vị. Rồi đi đi. Mô Phật. Con cũng xin nguyện cầu chúc cho gia đình chú tâm hiện được nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn nghe chú. Ôi kêu cổ lựa ra mà cũng có một vài con chết nó nổi lên kìa. Trời ơi. Bịch này hồi mình sẽ gom lên đem lên bờ. Đây bị một hai con ba con chết chút, vài con chết. Đó. Hả? Con cá chép gì dữ hả? Bự hả? Mà có trứng gì không? Một con một hả? Có bà chị ở trên bờ, phải mới. Hỏi thăm em có con cá chép của chú bự 40 ngàn. Để em coi cái bài cá này đi, cái mình đi lên rảnh coi thử coi, nếu mà con cá chép đó có trứng là mình mua hả luôn để cho nó xanh soi nảy nở. Đâu chị xuống đây giùm em coi. Ôi hả ra cái bơi tán loạn luôn cô chú ơi. Cá chép được hay cá chép cái? Cá chép cái. Cái hả? Còn sống khỏe không? Khỏe. Con này là 40 ngàn hả? Đâu, có trứng không? Trứng nè. Bự, cũng bự. Ờ, đúng rồi, thôi hả luôn đi. Đi đi cá ơi. Đi 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 đi. Rồi, tiếp tục cá này em mua cho chú Tâm Hiện luôn để hả giúp chú. Vậy. Nè chị có lấy cái bịch không chị lấy? Dạ, lấy lên đựng xài đi. Ừ rồi, cảm ơn chị. Dạ dạ. Đây những chú cá rô bây giờ là đang bơi vô cặp mấy bờ của chú anh chị. Hóa tay luôn nè cái lóc kìa. Mỗi đầu lên mấy chú cá này bơi tự do tự tại hết ghê của chú anh chị. Rồi cái lóc quay trở lại kìa, quay trở lại chào nè. Bơi lên trên mặt nước nó ngớp oxy đây nè.
Thôi mình di chuyển lên bờ nha, tạm biệt những chú cá nha. Đó, cây cầu cái găng có để chữ trời nổi cái găng luôn kìa, làm cổng chào luôn. Trời ơi, trơn. Ở đây rong không à. Mấy ghe khóm rồi sớm nè, đi hết trơn rồi. Khóm đi rồi, ở đây người ta chất khoai. Giá hai người biết không? Rồi chị bỏ 4-5 cá lóc nữa là tới 3 ký mấy mà chị không có cân. Ủa bỏ vô trong đó cân chung bịch chị nói gì vậy? Cân chung mà sao mà cá lóc mà tới 4-5 con mà đâu có 3 ký 2 đâu cân. Lộ hồi nãy là chị nói là 3 ký 6 chị bớt còn 3 ký gửi. Rồi em đưa chị 300 gửi chị nhớ không? Phải không? Sao tao nhớ là 3 ký 2. 3 ký 2 cá gô. Rồi chị bỏ mấy cá lóc chị nói thôi bán cho cưng đủ 300 gửi luôn là bắt mấy cá lóc đi. Rồi cái chị cân cho em là 3 ký 6 chị bớt cho em 100 gram. Vậy đó hả? Ừ, em có quay clip lại đây nữa nè. Trời ơi, vậy mà tao nói tao quên cân, tao bỏ cá lóc tao quên cân. Dạ. Vì tao đền thấy mẹ tao luôn nữa. Dạ. Nãy giờ tao cung nó thấy không biết cãi không tao tin đấy. Không, em là sao em nói vậy hả? Ừ đúng rồi. Dạ. Ừ, cưng nói vậy thì chị mang ơn. Chị biết sao không? Hồi nãy chị hồi chị bắt cá lóc á chị bỏ lên cái tao nói trời ơi chết mẹ không có cân nữa. Dạ. Ừ chị sợ lỗ thì giờ tao đền. Dạ. Có, hồi nãy là bỏ chung vô cái bịch luôn đó. Vậy đó hả? Dạ. Ừ, thôi vậy chị mang ơn nha. Dạ không có gì đâu. Không mà mấy cái cưng không có làm tầm bậy đâu. Dạ. Em có quay clip nào không? Có gì chị lên kênh không phải làm gì coi đây. Dạ. À dạ. Dạ không có gì đâu chị, lộn rồi lại à. Dạ, YouTube. Dạ. Mấy con ăn bánh nè. Bánh ít. Ăn lấy hảo. Thôi ăn đi. Con còn bánh này nữa. Dạ. Ồ, công nhận cái đường cặp ra giả cầu còn đông quá cô chú ơi. Từ từ trời ơi, đang đứng một cái bước ngoài vậy. Đang đứng né vô. Đúng rồi. Đây là bán xài với chuối. Công nhận ở đây cũng còn rất là đông bà con đi chợ như chút. Chưa tan. Bà con bán cặp ở dưới nhà cầu cái găng này rất là nhiều. Rau củ á. Cái đường quẹo vô trong nhà lòng chợ cũng quá trời sung luôn kìa. Ồ, vào ngoài đây là vừa rau rồi, vừa bán sỉ bán lẻ luôn. Quá tài nè cô chú. Để túm luôn nè. Bọc thì chắc 10 ký. Đây là dừa củ quả đó. Dừa
giờ cú lùn nè, khoai nè, còn quá tài luôn. Trước này là nguyên một xe rau củ đang chuyển xuống nè. Ồ, đồ Đà Lạt chuyển về à. Củ cải đỏ. Thôi, quay lại. Cái khu này là dừa cô chú ơi. Trên đây nữa nè. Ồ. Đủ sắn gọt rồi luôn kìa. Quá tài luôn. Ở đây thường là những cái hương lái, những cái chợ nhỏ lẻ khác á. Hay về đây để lấy những cái mặt hàng này đi về chợ bán lại để kiếm lời nè. Quá tài khốn luôn nè. Bắp cải. Ồ, giờ ở đây người ta xây mấy cái kiosk này lên dựa gạo cũ đồ để bán sỉ lẻ, quá tài luôn cô chú. Ba cái hố mà 35.000. Một cái là chưa tới 15.000. Ồ, góc đường này bà con bán mông cũng rất là nhiều nè. Có để biển giá nè, 15.000 đồng bó, 20, 25. Có loại 30 luôn. Trái cây. Ồ, giải này cũng còn đẹp mà bán 70.000 ký nè. Dưa gan. Ồ, bây giờ cái đường này đi xuống đổ vô chợ quá tai đông luôn cô chú ơi. Đây mấy đi quay chắc khúc giờ cầu ra giùm nghe. Ở đây giờ cầu bà con hình như là bán ấy cô chú, bán chui, nên là có anh trai nãy chia sẻ là đưa lên là sợ bị đuổi, mà không đưa là tới giờ ta đuổi là ta cũng đuổi à. Giao cũ kìa, lên biển giá hết trơn à. Cà chua 10.000, 15.000 một ký. Dưa leo thì 8.000 đồng một ký. Mướp thì 10.000 đồng. Chợ này thì bà con để giá rồi dễ mua ha. Yeah.
Đúng dành chưa? Sáng rồi được chở đi chơi nè, đi chợ nè. Bởi thì tôi biết sao, tôi nói chúng bà liếc tao chi. Chú chó sướng ghê không? Hả? Nói cái liếc à, khôn lắm á. Ở nhà chỉ có vậy thôi, vậy nên chị biết chị hiểu. Dạ. Hai cái lỗ tai xù xuống này đã ghê. Rồi về dài cái đường này bà con bán rau củ của cô chú để biển giá lên hết trơn toàn bộ luôn nè. Đó, viết trên miếng mốt đó. Thì ghi số ra là biển giá đó. Dễ mua không? Đi giữa đường này hôm qua ăn dòng nghe cô chú anh chị, sáng giờ chưa có đi nè. Cô này bán chè kìa. Chào cô. Bà chè gì á cô? À, chè bắp, chè đậu, bánh canh ngọ. Đây là bánh canh ngọ hả cô? Bánh canh ngọ, chè bắp, chè đậu. Ồ. Một bịch về là nhiêu cô? 5.000 cơ. Ồ, cô ăn bình dân ha. À, một bịch đậu với một bịch bắp đi. Dạ. Bình dân mà ngon nữa. Bình dân mà ngon ha. Này để tới trưa có bị hư không con? Không, không. Không ha. Dạ, đi cho con gửi ha. Dạ. Cảm ơn cô. Chúc cô bán mau hết nha cô. Cảm ơn cháu. Dạ. Cô vui vẻ nè. Đó. Bán xoài nè. Dạ. Ôi khô kìa. Ở đây cũng để giá các loại luôn nè cô chú ơi. Các loại mặt hàng khô luôn kìa. 120, 130, 150. Dạ em bên kênh YouTube Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Về nhớ coi ủng hộ em nghe. Bên đây là khô mực nè. 25, 35, 40 nè, 100g á. Còn ở đây là khô cá đù nè. 80, 70, 60. Cá bóng đục lộ 120. Công nhận ở đây bán để giá rồi, hẳn hoi hết trơn ha. Ồ, không chỉ riêng bên đó mà bên đây nữa nè. Mà hết nhất mấy cái chợ mà đi để giá sẵn lên như vậy nè cô chú, dễ mua dữ lắm luôn. Cô bán gạo sáng giờ bán được không cô? Vậy hả? Cái gà bán gạo chậm hả? Dạ, để vô đây mua ít phần ủng hộ cô coi. Ở đây thường ta ăn loại gạo gì hết con? Không dẻo à, dẻo em mềm em khô. Thường á người ta ăn ở đây loại nào bán chạy chút? Cái này là hôm dẻo hả chút? Hôm mà mình thử nó dẻo. Dạ. Dẻo nhẹ, phải không ăn dẻo. Thường mấy người lớn tuổi là người ta thích ăn dẻo hơn không chút? Mềm hơn. Mềm ha. Dẻo quá người ăn ngán. Dạ. Ăn quen ăn cái dẻo nhiều. Cái này là 20.000 ký. Ừ. Dẻo quá. Dạ. 2 triệu là được nhiêu ký ta? 100 ký hả chú? Dạ. Vậy lấy cho con 100 ký mà vô mỗi túi 5 ký giùm con được không? Để con gửi tặng bà con giọng đây á. Vậy ha. Rồi đi vô giùm con đi. Nè con gửi tiền nè. Thì phần gạo này em xin phép là mua giúp cho mẹ con cô Yến để gửi tặng cho bà con ở đây nha cô chú. Còn 2 triệu chẳng luôn chú. Dạ. Là được nhiêu bao ta? 10 bao là nó 50 ký ha. Để được 20 bao. Cho con xin cái giấy con làm 20 cái phiếu được không chú? Chú có phiếu không? Hồi trả lại chú cũng được nữa.
Không có ha, vậy cắt ra. Dạ được luôn. À, quan trọng là mình ghi cái chỗ mình bán đây nè, để cho bà con ta biết địa điểm ta lại nhận á. Dạ. Thấy cô đây cũng hiền quá. Tay cô bị sao vậy? Yếu. Yếu ha. Dạ. Dạ. Yếu, bị yếu. Chú thì đang kiếm giấy để cho mình làm phiếu. Làm phiếu nó mới không lộn xộn của chú ơi. Chứ không có phiếu thì nó... Dạ, xộn lắm. Mặt yếu à. Tay mặt bị yếu ha. Dạ. Là mình bị bệnh gì hả cô? Hồi nhỏ tham gia có tật hồi nhỏ. Dạ. Sinh ra là có tật hồi đó rồi, chứ không phải tại bệnh. Lấy lại với lịch cũng được á chú. Dạ. Mình ghi làm ký hiệu ha. Có đâu à. Đó. Ồ, giấy thì cũng được nè. Để con viết phiếu tên cửa hàng bánh đây á, cho bà con ta biết ta dễ lại ta nhận. Dạ. Ở đây mình nói sao ta dễ biết nhất hả cô? Tiệm Hải. Tiệm Hải. Hải bán gạo. Dạ. Có cái bảng đó. Dạ. Ngang nhà Lồng Ba. Ngang nhà Lồng Ba. Chú cho con gửi đây ha. Ở đây để con. Dạ. 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 Rồi bây giờ em sẽ ngồi viết những cái phiếu này xong rồi mình sẽ đi gửi vòng vòng cho những bà con. Đây cô chú. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì sau ít phút thì em cũng đã làm xong 20 cái phiếu gạo, hiện tại là đang cầm trên tay đây cô chú. Ở đây là dựa gạo của chú tên là dựa gạo Hoàng Hải ha. Đó. Ở đây thì đối diện với nhà Lồng chợ 3. Thì nói vậy là người ta rất là dễ biết đó cô chú. Giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi gửi 20 cái phiếu gạo này cùng với em. Đấy. Số bà con nội ngoại ở đây lớn tuổi trước nha cô chú anh chị. Đó, đây là nhà Lồng Ba nè. U chờ thịt, quá tay bán thịt luôn. Chào. Nhà Lồng Ba. Gạo Hoàng Hải. Trời ơi. Chỉ một chiếc xe đứng lại thôi là chiếc xe phía sau không thể đi được. Xe bên kia cứ dập dập tới hoài luôn. Xe này chở bông điện điện quá tay luôn nè. Giờ em sẽ đi vòng vòng khu chợ đi nha cô chú. Bên này em thấy có ông ngoại cũng lớn tuổi thì bán vé số trước một chút. Sáng giờ bán được không ông ngoại? Hả? Sáng giờ ông bán được không? Dạ còn mấy giờ nữa. Dạ ông ngoại năm nay mấy mươi rồi ông ngoại? 74 rồi. Dạ ở đây có mẹ con cô Yến gửi tặng cho ông ngoại phần gạo nha. Hả? Ở dừa gạo Hoàng Hải đối diện ngay với nhà Lồng Ba nè. Ở đâu? Qua cầu hả? Không, đối diện với nhà Lồng Ba. Dạ. Gạo Hoàng Hải á. Vậy hả? Dạ, 10 giờ gửi ông ngoại hôm nay lại đó nhận giúp con nha. Ờ, 10 gửi này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà Lồng này hả? Nè, đối diện ở đây, kế bên cái chỗ bán khô á. Dạ. Đây em thấy có bà ngoại nữa nè. Bà ngoại đang mua chiến dịch. Bà ngoại cũng đi bán với số đây cô chú.
mua hộp vịt để dành về nhà ăn hả ngoại? Về nhà ăn con. Dạ. Ngoại ơi, ở đây có cô Yến để tặng ngoại phần gạo nè. Ở đâu lần? Ở gạo Hoàng Hải đối diện với nhà lồng số 3 nè. Bây giờ em ơi. Dạ bây giờ mà 10 giờ rưỡi á, 10 giờ rưỡi mới có gạo. Kế bên chỗ bán khô á ngoại. Này được nhiêu tiền? Dạ. Nhiêu gạo? 5 kg. Dạ. Chút có lại. Chút có lại là nhảnh nào ngoại. Ở đâu? Không biết ở đâu giờ đây. Đi, chỉ cho con. Được không? Đi qua đi cái đường này nè, ở đó đó. Kế bên mấy chỗ bán khô có để giá sẵn á. Dạ cảm ơn con. Dạ. Dạ thì chúc ai gì sức khỏe nha. Con nghe con. Dạ không có gì đâu ngoại. Đây em đi vòng bên đây lộ của chú. Bên đây đường nè. Đường này sáng như chưa có đi nè. Thì bán gia vị rồi mì rồi bà con mình nấu đồ ăn sáng quá tay luôn. Có cái đường đi dài gặp bên đây. Đây thì bán đồ mũ quá tay luôn, ly mũ, bịch mũ rồi. Ồ, công nhận cái đường này cũng có hai bà con đi chợ sớm nha chú. Ồ, ngang đây nghe cái mùi lò xo á, người ta đốt. Giờ cũng còn xài lò xo nữa. Tiệm vàng nữa nè. Đây thỉnh thoảng hay sao lưng có xe lù tới hết không nữa nha. Đây là cái đường Minh Thông và làm chợ cũng chợ cái găng đây. Chào mấy cô đồ bình phẩm cái máy của mình có tay. Đậu hũ Bắc Ninh. Công nhận đi về dài thấy mấy lò đậu hũ thường là để đậu hũ Bắc Ninh nhiều ghê có chút. Chắc là hũ ở ngoài Bắc Ninh ngon lắm ấy vậy. Thấy ở miền Tây mình cái lò đậu hũ bà con hay để lò đậu hũ Bắc Ninh hoặc là đậu hũ Hà Nội. Đây cũng có bán cá rồi nè cô chú. Cá trái cây dài luôn. Dưa hấu 5k, sầu riêng 70k. Ở đây ra tách ra 25.000 đồng 100g. Vậy là
250 một ký sầu riêng khui gòi á, có 50.000 ký nữa kìa. Đường này càng đi xuống xa thì hay càng vắng nha. Rồi, tự nhiên đi tới đây nó dìm cái gót ghê luôn cô chú. Chắc tại sáng giờ đi nhiều quá ta. Dìm như đào ha, cái cổ giò. Ôi, cái cây sầu riêng luôn. 50-70 một ký. Cái đường này bà con bán cũng cặp một cái xong. Đi hẳn là mình đụng cầu cái găng bé cô chú. Ở đây có hai cầu cái găng nữa nha. Cái găng bé, cái găng lớn. Ồ quạt kìa. 30.000 cây, 20.000 cây. Đẹp ghê. Chợ gì dạ tú dưới này luôn. Không nhận chợ dưới găng á. Bà con bán tiểu thương đông quá tài. Ồ tới đây nó mát. Có cái bóng cây quá lớn. Rồi nhìn đẹp ghê luôn nè. Một cái màu xanh miên miết. Trước này là cầu cái găng bé nha cô chú. Bên kia lộ có hai mẹ con ngồi đang uống nước bên đây. Đó cái gì đó cô chú. Mình lì xì cho bé nhỏ. Bé lì xì cho con nè. Dạ. Dài đây có quán cà phê nè cô chú. Ở trước có bà ngoại có ngồi quán với số trước thấy tội nghiệp quá rồi cô chú ơi. Em nhìn xa xa là em thấy như bà ngoại đó bị cục hết hai cái chân rồi kìa. Ngồi trên chiếc xe lăn kìa. Em lại ở thăm ngoại nha. Tóc bạc hết trơn rồi kìa. Ngoại, sáng giờ bán được không ngoại?
quan trọng quá hả ngoại? Dạ. Chân của ngoại bị sao vậy ngoại? Mua vé số hả? Dạ. Cái người ta lấy hai vé mà nói hai vé không kịp, một vé à? Dạ. Mình đâu có nói bả ăn gian gì đâu. Dạ. Mình nói như vậy bỗng quýnh bỗng thu sao? Trời đất ơi. Rồi sao mà bị ấy? Trúng cái giò. Trúng miễn cái gì ngoài? Trúng cây có độc. Rồi bị hư từ từ lên rồi ngoại háo khớp luôn á hả? Trời ơi. Rồi ta có bồi thường gì mình không? Thì sao ngoại không báo cơ quan chức năng rồi vô xử lý bà? Thì đâu biết được đâu mà báo. Dạ. Vậy là gặp tình cờ ở ngoài đường á ha. Chứ không có quen biết ha. Trời ơi. Rồi vậy ngoại đi nhận gạo được không ngoại? Giờ sao giờ con ở đây chỉ còn quyết gạo thôi à? Đẩy xe. Có ai đẩy ngoại đi không? Có hả? Vậy có gì ngoại kêu người ta đẩy ngoại nhận gạo về ăn lấy hảo ngoại. Thì mẹ con cô Yến gửi tặng cho ngoại phần gạo ăn lấy hảo nha. Ở cửa hàng gạo Hoàng Hải, đối diện với nhà Lồng Ba, ở trên chợ Cái Găng á, kế bên mấy cái dừa khô á. Tầm khoảng 10 giờ gửi cái ngoại lên đó ngoại nhận giúp con nha. Dạ. Rồi con chúc ngoại nhiều sức khỏe nha ngoại. Dạ. Dạ. Trời ơi, ai mà tàn nhẫn nha. Mua vé số cự cãi ngoại xô xuống sông. Thiệt là độc chứ. Quá ác. Con tờ vé số mà có nhiều đâu cô chú. 10.000 mà xô xuống sông rồi. Giờ ngoại tử hai cái chân. Trái cây quýt bao ngọt. Ôi công nhận cái đường này bà con bán trái cây nhiều ghê luôn nè. Có thể giá rồi nè cô chú. Lại quay cô hả? Lại quay luôn. Đây có cô kêu lại quay cô. Quay đồ ăn rồi chứ. Dạ đúng rồi. Đây đang làm món gì vậy cô? Gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Dạ. Gỏi cuốn 5k. Gỏi cuốn 5k một cuốn. Dạ. Là có thịt thịt tép nè. Bún đâu nè. Đó. Đây kênh tên gì? Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long mà như là từ Vĩnh Long qua đúng không? Dạ đúng rồi. Đây cô bán gỏi cuốn 5k. Quay đồ ăn quay dài dài đó. Dạ. Hồi sáng có quay rồi, con cái này là đang đi ra làm nhiệm vụ. Dạ. Bánh xèo đó kìa. Dạ, bánh xèo đó. Qua wow, đây bánh xèo nha. Bánh xèo Sa Đéc. Bánh xèo này nhiêu cái vậy anh? 25.000 cái. Bánh cọt thì 20.000. Đó. Cô chú nào có ăn bánh xèo bánh cọt thì ghé ủng hộ anh trai ngay chỗ này. Đó, em chúc anh mua ăn đắt nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Đúng rồi, Vĩnh Long là kế bên Sa Đéc. Dạ. Bánh xèo Sa Đéc cũng nổi tiếng lắm ha. Chị gái bán trái cây xinh đẹp ở đây. Xôi gà đầu đường. Ở đây còn nhiều mấy cái nhà cổ ghê á. Ê
Để em đi vòng gảo ra ngoài lộ coi coi có gặp mấy ông ngoại nữa không. Còn không thì tiếp tục em sẽ gửi những phiếu này cho những cô dì chú hiếm. Giờ là mình đi kiếm ưu tiên trước cho những ông bà cụ lớn tuổi. Ồ, giờ đây bà con cũng buôn bán cặp nè, cặp tiền đường nè, rau củ nè. Sáng giờ bán rau được không bà? Có được đâu. Không có được luôn hả? À? Đứa đang còn đứa. Vậy hả? Dạ. Còn mới nữa hết rồi nè, rau muống. Dạ. À. Muống á? Dạ. Đây, cô chú nào có mua rau thì ghé ủng hộ bà. Con chúc bà mua máy đắt nghe bà. Ồ, chiếc xe cà bàn mất tiêu cái đầu đèn luôn rồi. Dạ em đi quay dài dài hả? Không phải đâu, em là YouTuber thôi à. Dạ chú bán đá chú. Ủa, ngày bán mấy bao chú? Ê ê hả? Hả? Ngày quá nhiều nữa cho mấy chục bao đó. Dạ quá ta. Dạ cá biển luôn. Ngày bán mấy tấn đi cô? Dạ mấy tấn cá đây. Tấn cá vô lúc luôn rồi lúc. Dạ rồi chúc mấy cô chú về sức khỏe nha. Dạ chú bán lươn, bán cá gô, lươn nó bồi ra kìa. Đó. Cái cô mấy gì ngồi bán dài 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 đường chú ấy nè cô chú, chú với nhà lòng chợ. Cô chú anh chị mình đợi em ít phút nha, để em đi mà có gặp bà con lớn tuổi gửi phiếu sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Dạ rồi thì em đi tới đây em thấy có một anh trai này đi đứng cũng rất là khó khăn cô chú, đang đi bán vé số bên đây nè, để mình qua mình hỏi thăm anh nha. Anh ơi, sáng giờ bán được không anh? Ê hả? Dạ, tay của anh bị sao vậy? Dạ, bị lâu chưa anh? Dạ, ở đây có mẹ con cô Yến gửi tặng cho anh phần gạo ăn lấy hảo nè. Chúc anh đem cái phiếu này nè, anh lại ngay cái chỗ gạo Hoàng Hải á, đối diện với nhà lòng ba bên á. Hả? Đâu, ở nhà lòng ba đây nè, chỗ cái găng nè. Ờ, cái đường bên bển á, kế bên mấy cái chỗ bán khô á, là có chỗ bán gạo. Ba bên bển bên đây. Nhà lòng ba bên đây. Nhà cá không? Đúng rồi. Rồi anh canh khoảng 10 cử á là bắt đầu bển có gạo, anh qua bển anh nhận giúp em ha. Bên đây không? Đây, anh đi cái đường bên đây nè. Đi dài vô là đụng á. Đường không bển hả? Đúng rồi, đường bên không. Không phải bờ kè, ở phía trong. Trong hả? Dạ. Thì anh đi cái đường này ha. Anh bọc ra rồi có cái ngã tư đó phải không, anh quẹo vô là anh đi dài dài là anh đụng mấy cái chỗ mà bán khô trước xong rồi tới gạo. Dạ ngày hôm nay 10 giờ gửi. Dạ anh đem phiếu này qua bển là ông chú cũng phát gạo cho mình nha. Dạ. Hả? Dạ 5 kg. Dạ này phải không? Ờ anh đi đường này cũng được đó. Dạ nhớ nha anh. Dạ dạ.
Đây trước này em thấy có ngoại cũng lớn tuổi đi lụm cụm quá trời luôn nha. Như sáng mà ngoại nó đi chợ cái gì á. Trời đông của chú ơi. Kêu là kêu năm xưa. Rồi bà ngoại bà đi bán giấy số không ơi. Dạ cái này là phiếu gạo á cô. Phan con gửi cho mấy bà ngoại lớn tuổi trước rồi. Từ từ mới tới mấy cô với chú sao. Dạ. Dạ. Bà già nè, muốn nhiêu? Bà già ngoại đó làm gì? Bà ngoại đó làm nghề gì cô? Không không à, bà bị tai biến nhẹ mới đi không được. Vậy hả? Ừ. Khỏe vậy ta, à, không ai ấy hết trơn hả? Bà có con mà con bà đi làm hết trơn rồi. Dạ. Bà ngoại này nè, con thấy ngoại này bán số nè. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 82. 82 hả? Dạ. Trời ơi, còn khỏe quá trời luôn nè. Ngoại, ở đây có mẹ con cô Yến cái tặng ngoại phần gạo ăn lấy hảo nghe. Lãnh ở đâu? À không, giặt bánh bao quá. Dạ, ở bên cái cửa hàng gạo Hoàng Hải á, mấy cô biết không? Đối diện với nhà Lòng Ba. Đúng rồi. Đúng rồi. Hoàng Hải là chỗ nào ta? À, ông Hải đó hả? Ông Hải á. Ông Hải có phải không? Đây. Kế bên bán khô rồi đó. Rồi, đây ông Hải. Dạ đây, quay bọc cái cua này lại cái là. Cố đường ơi, vậy không ông Phúc. Đây là ông nổi à. Vậy hả? Ngay chân chỗ nhà đồng bà cầu quầy đó. Em bỏ đường bà bà cầu quầy đó. Biết đâu mà. Đây chả cá không? Dạ. Thì đó đó. Nghĩ là làm cá. 5 ký. Có 5 ký vậy thôi chứ có gì hết phải không? Dạ đúng rồi. Cái đó đậu Hải cho hả? Dạ cái này mẹ con cô Yến ở bên nước ngoài nhờ con mua cho giùm. Rồi sẽ cho bà già đó ông lên bọc đi. Dạ. Bà ngoại có bán gì đây ông ngoại? Dạ, rồi sáng ngoại ra đây ngồi chơi gì đó rồi chơi gì. Dạ. Ngoại mấy mươi rồi ngoại? Dạ. Đây con ai mặc mẹ con cô Yến để tặng cho ngoại phần gạo nghe. Dạ. Mấy người già trước đi, gỡ mấy người già lại không có sự nghiệp lắm. Bây giờ cô đợi con xíu đi để con đi vòng mà con còn mà gặp mấy ngoại nữa không? Con mới gửi cho cô được. Dạ. Con này bán cho bả 2 kg 25 mới vốn lại. Ừ. Đúng rồi, lưng ngoại ấy cho kìa, trong hết trơn à. Giờ nào lãnh cũng được hay sao? Còn bắt đầu 10 giờ gửi, rồi qua 10 giờ gửi là bắt đầu có gạo, giờ nào cũng được. Dạ. Còn không hết hứa. Đi đi, còn nếu còn dư thì trả lại cho mấy xin xíu nha. Dạ. Giờ con đi kiếm mấy ngoại trước. Dạ. Con cũng khổ. Dạ cô còn nhiều lắm á, giờ cô phải chạy đi bán chứ ngồi ôm là chết. Dạ, cô năm nay mấy mươi rồi cô? Cô 56 tuổi. Vậy hả? Rồi ở nhà cô có nuôi ai không? Dạ, có chứ, có nuôi bà già, dạ, nuôi con. Ngày cô bán được nhiêu tờ cô? Cô người ta đưa cho cô cũng từ nào tới, bán nhiều không có, bán ít. Vì khi người ta có đưa cô 100 tờ thì bán 100, 150 thì bán 150, còn vậy đó, vì khi không có luôn á. Dạ. Có số nào nó có mới bán, chứ không có không bán. Dạ. Giờ cô phải chạy đi nè, chứ để hồi ôm là chết luôn. Rồi con cũng hai mặt mẹ con cô Yến gửi tặng cho cô một phần gạo ăn lấy hảo ha. Cô đi bán chừng nào mới lạnh? 10 giờ gửi là có gạo á. Khoảng nửa tiếng nữa, giờ 10 giờ rồi. Dạ. Dạ cô chạy cô đi bán nha. Cô chạy bán vòng đi. Dạ. Cứ để hồi chết đi. Tốt cho bao hai nhà. Giờ em sẽ vòng ra ngoài ở phía trước ở ngoài khu chợ cá vòng để coi còn mấy ông ngoại không nghe cô chú. Không thì bắt đầu mình sẽ gửi những cái phần này cho những cô gì chú hiếm. Và đi bán buôn hết nổi đây. Dạ ông cảm ơn cô.
Đây cái đường này là đi lại chỗ gạo nè, nhóm đặt mua một chút. Đây ngoại này có chưa ta? Uống phê ngoại. Ngoại lại có phiếu gạo chưa? Có, cho ngoại rồi. Vậy hả? Đưa rẳng tội luôn. Đưa luôn rồi, rồi nhận cho. Chưa nhận. Chúc cháu cho nè. Dạ, con tưởng đâu coi chưa con lại cho ngoại nữa nè. Không. Dạ. Cho rồi không lấy chứ đâu. Dạ. Con tưởng đâu chưa? Ngoại một lần ngộ mà không có lấy gì đâu. Dạ, cỡ mình sang sẻ cho người khác đó ngoại. Ờ, để cho người khác chứ. Dạ. Ngoại còn cái đó. Gạo ở đâu cho vậy chú? Gạo này là của mẹ con cô Yến ở bên nước ngoài. Dạ. Chuyển tiền về cho con rồi nhờ con mua gửi cho bà con giùm. Trời ơi, được quá em. Dạ. Cô ví dụ có cô đó có ấy nói con gửi lời thăm cổ chúc cổ khỏe mạnh nha. Dạ. Nghe con. Dạ. Nói bà cụ bán cái số ở chợ Cái Răng. Ở đâu cô? Cho tiền bà ngoài có ai sao gặp bà. Nãy con đi ở dưới kia thì con thấy bị cục hai chân. Bán đi bán cái số thì ờ. Phải bà ngoại khum khum không? Không phải. Khác nữa ha. Cái bà này á ở trên phố có đường hai đây nè. Dạ. Có hỏi bà ngoại khum khum là cũng bán cái số cho ngoại nha. Dạ, nãy con mới gặp ở bên đây. Ờ. Dạ. Ta đi làm bước con. Đúng rồi, thì con gặp mấy bà ngoại là con ấy hư con gửi nha. Mấy bà già má còn nhiêu nè. Dạ. Cũng gì nè. Mấy bà già người ta. Mấy cô bán. Dạ. Bán cô rảnh à. Dạ. Cô ra thôi để cô rảnh giùm mơ lên lấy. Dạ. Rảnh bao nhiêu rảnh bao nhiêu ký? Dạ 5 ký. Cho người 5 ký là quý. 5 ký là sợ mấy bà ngoại lớn tuổi kinh không nổi á. Ôi 5 ký được rồi. Dạ. Cho nhiều người con. Cho dạ. Trời ơi, con nói mày, mày có tiền nè. Dạ. Dạ, cậu này cho miếng gạo nè. Con dòng bỏ rồi xoay đứa gạo. Từ nào mà nghèo khổ đó. Dạ, dạ. Mày giúp người ta mà ăn được. Một người vậy người ta làm ăn lên, người ta nhắc đời mày. Chờ có cái thứ gạo này, mày cho người 5 ký mất công vô bọc rồi ấy. Người có người không dễ dẫn người hận chi cho nó mất công vậy mệt. Tao mà vô đặc biệt cái nó thiệt mày đó. Đây nè, người ta ngồi la lết ngoài chợ tối ngày, không có công ăn áo mặc nè. Dạ. Ba ở cho 5-3 ký chi mất công vô bao vô bọc không phải. Cho gạo tốt con. Cô chưa có đọc trong cơ cái cống hồn dương nhân quả. Cho gạo là tốt nhất đó con. Dạ. Con biết chứ bà. Coi cái cống hồn dương nhân quả là cho gạo là tốt nhất. Dạ. Chứ theo ý cô là cho cái gì tốt cô? Ví dụ như mình á, bây giờ mình nói nè, làm cũng như được có làm phu chương ra nghe người. Ta nói mình đây ta là giàu có tiền bạc mà chi hen. Cũng thấy. Mà tôi nói nghe nè. Mình á dòng họ của dạ, mình, mình có dòng họ cho phải không? Dạ. Bà con không xa thì gần mình có ai nghèo khổ mình giúp người ta làm ăn được cho người ta đỡ dòng họ mình đỡ khổ cái đó còn hơn đi chùa để mình đi cho nhà nước nè cả các xã hội này có làm được không? Mình một thành viên một cá nhân không bao giờ làm được. Dạ. Làm như vậy con đi bán gì vậy? Con đi quay phim chợ đó con. Dạ. Không có đỡ một cái gì. Có hiểu quá. Bây giờ tôi đi làm mướn qua nay 5-10 ngày đi tôi mua gạo cho anh. Rồi mai mốt người đó cho tôi là tôi gốc cuộc tôi cũng đi làm mướn. Không có bao giờ cái người đó cho tôi ăn hoài đâu. Mình phải tự lực của mình. Mà nếu dòng họ ruột thịt mình, tôi dám chắc, tôi dám nói mạnh. Cả dòng họ của mỗi mỗi người nha. Không bao giờ không có người nào mà đầy đủ đâu. Nhiều người làm nha, tiểu như ngon nha.
dòng họ đói muốn chết. Tôi nè, chị của tôi rồi ha, chú bác ha, mà đi bên Mỹ về ha, hả, cho gạo người ta dùng xe xe ha, hả, kêu kéo tôi lại nước cơm không có đâu. Ý của cô à, phải chia sẻ trong gia đình trước xong mới tới ngoài. Ý cô là vậy cô chú. Ý đây có cô đi bán vé số mới vừa lại cô chú anh chị. Ngày bán được nhiêu tờ cô? Có 150 tờ. Dạ. 150 còn nhiêu đây á ha. Nó này á thì nó nghèo thiệt á. Dạ. Nó nghèo thiệt. Dạ. Bà cho về nó chỉ cho gì ra chục qua chục vậy gì. Dạ. Bữa nay bữa có cho ba chục đó. Đây cô, mẹ con cô Yến gửi tặng cô phần gạo lấy hảo nha. Cảm ơn nghe con. Dạ. Mời cô chú đặc biệt con cũng tặng lại nữa. Dạ. Mày còn trẻ phải không? Cái này mua lại đâu mua cũng được ha con. Quạt của mày, cái linh hoạt của mày nó khác. Còn đối với ba đó là cái người già. Chú gạo này lại hại lạnh à? Nói chuyện không? Dạ. Nói đâu, đâu, đâu đó đúng lắm. Chứ không phải là nói cái kiểu nói tập bậy tập bạ. Dạ. Đi ở ngoài. Dạ. Ngoài gì khỏe ngoài. Thôi con cũng đi luôn. Dạ. Dạ. Ví dụ cho mai mốt rồi con của chị đó, cô đó, kiếm đó, chú đó, nói tới chứ nó không biết dòng họ không biết không? Dạ. Dòng họ nó đi bên Mỹ về nó cứ cho tiền cô cho cơm cho gạo thấy cái tiếng không? Khi mà mình chết rồi người ta cũng dòng họ nhắc. Còn ở ngoài này nhà nước chưa bao giờ làm hết cái xã hội này được khi mình là một cái thành viên ở xã hội này. Thì cái này là giống như mình có ăn có để thì mình san sẻ xíu cho bà con, cho bà con vui thôi chứ đâu mày, mày còn trẻ cái kiểu mày vui vẻ của mày vậy ha. Ba nói mẹ không hiểu hả? Dạ không, cái này con làm giùm cho người ta chứ không phải của con. Dạ. Mạnh Thường Quân gửi tiền cho con mua gạo phát giùm chứ không phải của con. Ê mình đi tiếp cô chú. Đây em cũng thấy có thằng cô bán số. Tình hình là thấy hết mấy ngoại với nội lớn tuổi cô chú ơi. Đi sớm giờ thì không có gặp nha. Đây các cô này thấy cũng lớn lớn tuổi nè. Chào cô. Dạ sao cô biết vậy cô? Hả? Sao cô biết nghe nói hả? Cô bán vé số nói. Dạ cô năm nay mấy mươi rồi cô? 69 rồi. 69 rồi hả? Dạ. Đây con thay mặt mẹ con cô Yến tặng cô phần gạo ăn lấy hảo nha. Ở đâu? Ở cửa hàng gạo Hoàng Hải. Ở đâu là? Đây, phía sau nhà lồng chợ ba này nè cô. Vậy đó hả con? Kế bên mấy khu bán ấy đó. Đó nè cô này chỉ nè, cho luôn đi con. Dạ. Dạ. Hoàng Hải hả? Cô năm nay mấy mươi rồi? 43. 43 hả? Mấy số chung luôn. Mấy số chung luôn hả? Thiệt. Dạ. Bán số. Đây là giấy giò. Rồi con cũng hai mặt mẹ con cô Yến gửi tặng con phần gạo ha. Mời giờ gửi mấy cô lại dây cửa hàng gạo Hoàng Hải sau lưng nhà lồng này nè. Rồi nhận giúp con ha. Rồi. Dạ. Dạ mẹ con cô Yến gửi mấy cô á, không phải của con đâu. Đây sẽ đi vòng qua đây để coi coi còn sót không. Ngoại nào lớn tuổi bên đây không nha. Khu này bán gạo nhiều lắm cô chú ơi. Thôi dưa hấu kìa. 10 ngày 1 kg một đống luôn. Gồm gì rồi? Tỏi nè. Chào cơ. Khu bên đây thì bán dép, giày, quần, áo. Giờ này bắt đầu thấy mấy cô bán quần áo là thu dọn lần lần rồi đó cô chú anh chị. Đây nè, cô bên đây cũng đang thu dọn chiến trường. Nói vui thôi. À, con chào chú. Sáng giờ bán được không chú? Dạ, chuẩn bị đi về hay vậy chú? Nhà chú xa không? Bên cầu vẫn. Vậy hả? Vậy chút cái chú rảnh chú qua nhận gạo giùm con được không? Dạ, được. Ở đâu? Đây mẹ con cô Yến gửi tặng chú một phần gạo ăn lấy hảo. Dạ, ở đâu con? Ở cửa hàng gạo Hoàng Hải. Đối diện với nhà lồng ba ở bên đây. Dạ. 10 giờ gửi là có gạo nghe chú. Dạ. Chú này cũng cứng tuổi nè cô bác. Đi bán vé số. Thì đem đồ ăn gì bệnh.
Bà ngoại bán rau củ ở đây nè. Sáng giờ bán được không ba? Dạ. Còn bỏ vô bọc ăn về ạ. Bà năm nay mấy mươi rồi bà? Dạ, tóc bà bạc hết trơn rồi ha. Bà có nhận gạo không bà? Ở đâu có gạo đâu. Ở cửa hàng gạo Hoàng Hải ở đây nè. Ở gần nhau. Nhà lòng ba đối diện qua. Nhà lòng ba chỗ nào đó? Nhà lòng ba ở đây cũng không biết. Biết có. Dạ. Đây, vậy con hai mặt mẹ con cô Yến để tặng cho bà phần gạo ăn lấy hảo nha. Bữa hôm nay luôn, 10 giờ rưỡi. Bây giờ là 10 giờ 15 rồi. Khoảng 15 phút nữa là bên đó sẽ có gạo á. Nhà lòng ba ha. Đối diện nhà lòng ba. Dài dài mấy chỗ bán khô rồi đó. Dạ. Rồi, chúc bà qua đó nhận giúp con ha. Dạ. Giấy số hả? Thôi anh không có chơi. Em mấy tuổi rồi? Còn đi học không? Dạ đúng rồi. Đây cái đường này mình đi hẳn lên đó. Đối diện nhà lòng ba là gặp á. Ôi anh không có chơi mà anh tặng cho em một bao lì xì nghe. Ba mẹ con làm gì? Ba mẹ làm đâu? Đồng hồ hả? Dạ. 15 phút nữa là người ta hẹn con 10 giờ rưỡi là bển có gạo á. Bây giờ 10 giờ 15 rồi. 15 phút nữa đi. Dạ. Ba mẹ con đi làm hồ hả? Tụi con đi học không? Nghỉ học sớm vậy? Học tới lớp mấy con nghỉ vậy? Lớp 2. Mới học lớp 2 rồi nghỉ rồi. Rồi biết được chút chữ nào không? Rồi thấy bé nhỏ tội nghiệp quá cô chú. Xin gạo về phụ cho cha mẹ đi làm hồ. Đây này là cô chú hai mặt mẹ con cô Yến gửi tặng cho con đó nghe. Con biết chỗ nhận rồi phải không? Đối diện nhà lòng ba, cửa hàng gạo Hoàng Hải bên bển á. 10 giờ gửi. Để em đi qua bên chỗ chú Hải bán gạo coi. Coi gạo có chưa cô chú, coi có ai tìm kiếm mình bển không. Thường á, những cái buổi phát phiếu như vậy nè, bà con sẽ đồn ra mình sẽ kéo lại ngay chỗ mình mua gạo á. Mình đứng đó thì kiếm mình á bển á. Gạo củ dài 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 luôn nè. Dạ đúng rồi. Chú đợi con cái nha. Để chú cứ đi lại đây luôn đi để con coi có mấy ngoại nào lại đây kiếm con không. Chưa thấy ai kiếm mình ở phía trước này hết cô chú. Dạ. Chú năm nay mấy mươi rồi chú? Mới 46 rồi. 46 hả? Ngày chú bán được nhiêu tờ? Bán ngày có mấy chục tờ. Vậy hả? Dạ, vậy là đâu đủ sống hả? Dạ. Đây con hai mẹ mẹ con cô Yến gửi tặng chú phần gạo lấy hảo nha. Ngay cửa hàng gạo chú Hải đây nè ha. 10 giờ rưỡi là có nha. 10 giờ rưỡi này hả? 10 giờ rưỡi này nè. Dạ. Dạ. Rồi con cũng chào cô. Cô bán ngày được nhiêu tờ cô? Ngày được trăm mấy ha. Dạ. Cô hôm nay mấy mươi rồi? Năm mấy. Hả? Năm mươi mấy. Năm mươi mấy tuổi hả? Dạ. Đây con cũng hai bạc mẹ con cô Yến gửi tặng cô phần gạo ăn lấy hảo ha. Dạ. 10 giờ gửi ngay cửa hàng của chú Hải nè. Đó Hoàng Hải đó chú cô. Để đây nhận ha. Dạ. Ồ có gạo rồi hả cô chú? Dạ, ồ vậy là sớm hơn dự kiến ha. Dạ. Đây gạo có rồi nè cô chú, vô bao sẵn ra nè. Những người già. Ồ. Đây, túi 5 kg. Dạ, vậy một chút chắc 10 gửi bà con sẽ lại đây á. Dạ. Nãy giờ có ai lại đây kiếm con không cô? Có hai ba người rồi. Dạ. Còn mấy người đi xin có mấy người bán số lại đây hỏi về đây kiếm.
Dạ. Dạ. Để mình ở đây coi coi hồi mấy ngoại nó có lại không, còn chừa mấy phiếu đây nè. Còn được 5 phiếu hả ta? 5 phiếu của chú. Dạ. Chưa một phiếu đây nha, một phiếu bà già thiệt dạ. Dạ. Bữa dạ con. Còn 5 phiếu. Mấy cô biết ai khổ thật sự thì cứ kêu lại đây đi rồi con gửi cho. Người lớn tuổi trẻ mà ví dụ mà có khổ khó khăn thiệt sự thì cô cứ kêu lại. Nè thôi giờ cô chú qua đây chú cho nè, cho ngay cái cô này đưa cô này cho cái bà thì không. Rồi có gạo rồi nghe bà con, ai có phiếu cứ vô nhận nha. Dạ. Qua đây nhận đi, đưa. Đây có phiếu qua nhận. Đây mẹ con cô Yến gửi gạo cho con ha. Đây chú mấy cái phiếu này lại đi chú. Dạ. Chú. Dạ có đây không con gửi cho. Dạ chút lại chút con gái. Dạ. Long đứ là khổ thật sự hả cô chú? Hả? Chú. Rồi rồi vậy con cũng hai mặt mẹ con cô Yến gửi tặng cho cô nghe, rồi cô đưa lại cho chú đó ha. Đây cái bà bữa nào ngồi mà bán chó đưa phiếu lại cho chú bên đó nè. Rồi đó cô dạ cho bà nó luôn đi bà già khom hả. Rồi con gửi rồi con gặp rồi. Dạ dạ lại đây đi con coi con gửi nha. Lần khi nãy giờ con đi vòng vòng con có gửi rồi đó không chừng á. Thì đúng rồi, để mình coi lại đây thấy mặt đi cho nó dễ. Dạ dạ. Thì cũng còn phiếu nè, để coi hồi bà con lại cái mình chưa thấy mặt á, chưa có đưa mình gửi cho bà con. Chứ mình ấy chị. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ 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 thì con ở đây tới 11 giờ lận mặt. Dạ. Ly nước này của con hay vậy chú? Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ được rồi, như đây đủ rồi. Mấy chị này có phiếu rồi nè. Dạ nhận đó. Đó. Rồi, dạo đây nè chị ơi. Dạ. Ai, mẹ con cô Yến gửi tặng gạo chị nha. Dạ. Cô này sớm thì chưa có hay gì nè. Dạ, cô năm nay mấy mươi hả cô? 42 rồi. 42, ngày bán được nhiêu tờ vậy cô? Ngày bán được 2, có 200 tờ rồi. Dạ, rồi con cũng hai mặt mẹ con cô Yến gửi tặng cô phần gạo về ăn lấy hảo luôn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô ơi. À, ông ngoại đó có phiếu rồi nè. Có phiếu rồi. Dạ, có không gặp. Có 20 phiếu dễ nhớ mặt lắm. Có nhiều quá nha, sợ nhớ không nổi rồi. Đây gạo đây ông ngoại ơi. Dạ. Dạ, gửi ông ngoại. Dạ. Dạ, chúc ngoại nhiều sức khỏe.
Dạ con ở huyện Long Hồ, giáp ranh với phường 5. Rồi cô đó có phiếu rồi sao không qua? Qua đây nhận gạo nè cô. Đó, cô qua bồng đó. Không có phiếu hả? Dạ vô đây con hỏi thăm cái được không? Cô năm nay mấy mươi rồi? Cô hả? 55 rồi. 55 10 ngày cô bán được nhiêu tờ? Dạ, đây con còn phiếu đây nè, gửi tặng cho cô ha. Mẹ con cô Yến tặng cô á. Cô này giống giống như cô hồi nãy ngồi uống một phê mà không phải. Dạ. Kìa có cô đó đem phiếu lại kìa. Dạ. Cô. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Thì có một con nó bán số mà nó cũng bệnh lên cho nó được không anh? Ở chung hay ở riêng? Vậy hả? Ta để con đưa mấy người có phiếu cái đi. Rồi trước cái đây rồi cho ta đi bán buôn rồi đó. Đây. Đây đưa cô. Cô ai cho xin lỗi phiếu hả cô? Ủa, có cho phiếu hả? Dạ đúng rồi, có cho phiếu. Con của cô bị gì dạ? Thần kinh đó, động kinh đó. Thần kinh động kinh hả? Dạ. Dạ. Rồi con gửi tặng cho cô. Cô chưa có phải không? Chưa. Rồi gửi cho anh luôn. Rồi xong luôn. Rồi con gửi gạo đây. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ mẹ con cô Yến gửi tặng nha. Dạ. Đã. Đây gửi tặng cho anh ha. Rồi. Đây phiếu đem vô đây. Đây. Dạ con hết phiếu luôn rồi. Dạ thông cảm giùm con nha. Dạ sớm thiếu khoảng 5 phút nữa là có mới cho hết thì. Dạ nãy cứ gặp bọn mại kia nói đem phiếu ở đây rồi vẫn gửi chắc mai mới lại lấy. Dạ 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 bây giờ bán ra đây 아, bây giờ bà con chưa đem phiếu lại nhận. Em sẽ đợi một tí xíu. Ôi, chú. Dạ, con chào chú. Để có về nhà đi chú. Dạ, đang chờ lạnh đây mới về. Dạ, rồi gửi chú ha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Được nhiêu phiếu rồi chú? 1 2 3 4 15 rồi. 15 phiếu rồi, còn 5 phiếu nữa. Dạ, còn 5 bịch nữa. 5 bịch đó ạ. À. 5 bịch nữa thì chắc chú coi bà con đem phiếu lại gửi giùm con ha. Con giờ đi về bển con trả phòng cho khách sạn. Dạ dạ đúng rồi, ở thêm tính tiền thêm. Con cũng cảm ơn cô chú nhiều nha. Phiếu thì mình cũng đã gửi hết cho bà con rồi cô bác anh chị, thì bà con khi mắc công chuyện đó cho nên là tới giờ chưa có lại nhận được, còn lại mấy phiếu mấy phần á thì em có nhờ cô chú đây gửi giùm. Dạ đúng là 5 phiếu 5 phần luôn đó, đâu vào đó trơn rồi. Con cảm ơn cô chú nhiều nha. Con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn cô chú hỗ trợ con nha. Cô chú anh chị nào có khu vực này có ăn gạo thì ghé ủng hộ chú Hoàng Hải nha cô chú. À. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển để đi lấy xe đi trả phòng ở bên kia sớm qua mình thuê em nở, người ta hẹn là trả trước 12 giờ cho người ta dọn phòng để đón khách khác. Giờ thì em cũng tranh thủ kiếm chỗ nào cái mình tổng kết số tiền của chú chị Mạnh Thường Quân rồi nghỉ cô chú ơi, sớm giờ đi cũng giáp hết chợ cái găng rồi đó. Đây trên đường em đang đi ra
thì phía trước em bắt gặp có bà ngoại cũng chắc đã mới lại nhận một phần gạo nè cô chú, bao đỏ đỏ y chang hướng mình nè đó, ngoại mới nhận đó. Đây. Đây em thấy hơi mát mẻ nè cô chú anh chị. Em tấp vô phía trước này, em sẽ tổng kết tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng nắm với mình. Rồi mình nghỉ luôn nha cô chú. Nghỉ kết thúc video clip ở đây nha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi. Thì em vừa mới di chuyển ra ngoài đây ha, thì bây giờ em xin cập nhật số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em có sử dụng trong clip ngày hôm nay và còn giữ lại đây, thì cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cùng nắm với mình. Rồi nghỉ nha cô chú anh chị. Dạ rồi, thì ở trong clip ngày hôm nay con có sử dụng số tiền của chú Tâm Thiện tổng cộng là 390.000 đồng để giúp chú mua cá hảo phóng xanh. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của chú ở đây là 4.075.000 đồng trừ cho 390.000 đồng ở trong clip ngày hôm nay, thì con còn giữ lại số tiền của chú ở đây là 3.685.000 đồng chú ơi. Thì số tiền còn lại này con xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nữa nghe chú. Một lần nữa con cũng xin nguyện cầu chúc cho gia đình của chú thật nhiều sức khỏe và luôn bình an, gặp nhiều may mắn nghe chú. Dạ rồi, tiếp theo nữa thì là tới số tiền của mẹ con cô Yến. Thì ở trong clip ngày hôm nay con có sử dụng số tiền của mẹ con cô là 2 triệu đồng để đặt mua hình như là 20 túi gạo, mỗi túi 5kg gửi tặng cho bà con ở đây. Thì ở những clip trước con còn giữ số tiền của mẹ con cô cũng là 2 triệu đồng luôn cô ơi. Coi như là ở trong clip ngày hôm nay con đã sử dụng hết số tiền của cô gửi gắm cho con trong suốt thời gian vừa qua rồi. Thì một lần nữa con cũng thay mặt bà con cô bác nội ngoại nhận những cái bao gạo nghĩa tình trong suốt cái thời gian qua và những cái phần lì xì của mẹ con cô, xin cảm ơn tấm lòng của mẹ con cô rất là nhiều. Xin kính chúc cho mẹ con cô Yến thật nhiều sức khỏe và luôn bình an, gặp nhiều may mắn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em cũng vừa tổng kết xong tất cả số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ lại đây rồi đó cô chú anh chị ơi. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video clip mình tại đây nha. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn an khang thịnh vượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.